Xin chào anh em bà con đã đến kênh Lúa Miền Tây anh em bà con ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em về cái bệnh vàng lá trắng xốp, mình nên phòng hay trị nghe anh em bà con. Thì ở cái miếng này nè anh em bà con, tại sao mà em không đi lại gần cái gốc thật đẹp anh em bà con. Đó. Đó ngay chỗ cái nhà cái bên đó anh em bà con. Đây. Đây. Đó có cái vườn ngang bữa hôm mới chia sẻ anh em bà con mình đó. Đó. Đó có cái nhà có vườn chuối đó anh em bà con. Thì cái miếng này em sử dụng cái được kích đồng được rồi nên là em sử dụng sumo pH anh em bà con. Anh em nhìn thấy nó dày không? Mà anh nhìn cái lúa này. Mà cái lúa này từ đầu vụ giờ chưa cắt được nước đây anh em bà con. Đó. Đó. Thì ở cái miếng này không phải là tại vì em nói thì cái miếng em thì nó trong gần nhà bữa hôm đi trong đó em có quay cho anh em rồi đó. Giờ em lết dài ra đây từ đây tới cuối vụ để tới ngoài đầu ngàn của anh em coi. Nha. Thì nói chung là đối với em làm thực tế để em chia sẻ anh em bà con mình. Đó thì nhiều người đó nói chung là em làm á, nói chung là mình làm á thì nói chung là cũng đơn giản anh em con, nói chung là về cái biện chuyện vàng lá trắng xốp còn nhiều anh em á, em nói thiệt nhiều anh em làm vài trăm công rồi anh em không bà con á, khi giai đoạn tám mấy ngày bị vàng lá trắng xốp rồi đó, em nói thiệt chụp hình gửi em á, em nói thiệt nói chung là nhìn mình thấy thảm không á, nhưng mà cái đó cái chuyện mà nếu mà còn chừng ba lá hai lá nó vàng là ba lá mà lá dưới nó vàng cũng cứu nổi chưa. Anh em nhớ nè, vàng lá chín sớm vẫn đưa vô gạo được nghe anh em con. Nó thì đổi vàng lá chín sớm á thì anh em nhớ nghe, cái nhiều anh em á khi mà bị vàng lá chín sớm anh em con thường hay bổ sung gạo vô gạo cho vô nhanh vô nha ha anh em con. Nó thì cái này em nói thiệt anh em á, một số dòng vô gạo sẽ làm bể lá lúa, nó không, khi mà cái lá lúa bị vàng nó hấp thu dinh dưỡng rất chậm đó. Còn anh em muốn chắc cú một dưới anh em bón phân cho em, khi mà giai đoạn tám mấy ngày nó bị vàng lá đỏ đuôi, nó bị vàng lá quá nặng anh em dưới bón phân ở trên em phun nha. Thì phun là anh em nên phun cái giai đoạn đó, giai đoạn bị bệnh là mancozeb nha anh em con, dưới bổ trợ dòng vô gạo đó, là vô gạo là mình vô gạo bằng cái dòng nào mà nó không bị bể lá nha anh em con nha. Đó, còn cái miếng này thì lúc cái kích đồng đó, em sử dụng mancozeb nha anh em con, mancozeb của sumo, mancozeb của sumo pH của sumo, và kết hợp với thằng sumo canon 4 để em kích đồng. Thì tới đó anh em xem thử cái bông nó như thế nào nghe anh em con. Chỉ kích đồng một lần, bón phân bón đồng một lần ở cái giống miếng này nghe anh em con. Em nói chung em làm để em thử cho anh em xem, chứ không phải là mấy dòng thuốc em chia sẻ anh em đều có hiệu quả, nhưng mà thử coi cái bông nó thì mật độ bông nó như thế nào nghe anh em con. Thì nó dày là nó dày đó anh em xem nè. Đó. Đó, anh em xem lá chân nữa nè, thấy không? Cắt nước không được, lá chân lự chứ đó. Mà anh em coi lá đồng nữa nè đó. Hiện tại giờ 5-7 ngày nha anh em con đó. Đó, anh em xem nè, bự cái cái em này, cái lá nào như lá đấy nè. Nha. Đó. Thì ở cái miếng này nó bị có lúc cời nha anh em con, do em mua giống nó bị lộn nhiều lắm, thiệt nhiều lúc cũng buồn lắm. Tại vì khi mà em bận quá, vừa hồn đất xạ, vừa đây xạ, vừa đi dạy, rồi vừa xịt xài nữa, không có đường luôn nên lúc đó là em ngâm giống ban đêm luôn, rồi xong rồi em đưa người ta xạ rồi em chừa lại khúc anh em con, khi mình xạ dẫm thì mình đem ra thì mới thấy lúa cời trong, em nói thì em hút lên nắm chừng 10 hộp với anh em con, rồi xong mình nói 10 hộp thì quá, cũng như cỡ 6-7 hộp một nắm luôn nha, 6-7 hộp lúa cời trong đó, thì em mới điện cho công ty luôn, thì công ty nói anh đã xạ rồi thì em không giải quyết được đó. Thì đành chịu thôi anh em con, nhưng mà anh em nhớ cái miếng này nó có lai gai của lúa cời phải không, là em không cắt luôn nha anh em con. Em sẽ xịt, em sẽ chia sẻ anh em cái video làm lúa cời nha. Thì nhiều cái trường hợp mà nhiều cái vườn quản lý lúa cời ở nhiều anh em cũng có điện cho em á, nhiều anh em điện cho em chia sẻ mấy cái cách luôn á, nhiều cách lắm, giờ 3-4 cách, nhưng mà để em áp dụng trước anh em con á. Thì theo cách em á thì chắc ngày mai em sẽ chia sẻ theo cái cách riêng của em, còn mấy cái cách kia thì em sẽ sử dụng rồi cái cách nào hiệu quả nhất thì cái vụ tới chắc em sẽ chia sẻ anh em con nha. Thì cái miếng này em để gì luôn, để sau này thử em để gì luôn nha anh em con, nè ok đó, anh em thấy không đó thì em để gì luôn rồi lúc đó em xử lý rồi em chia sẻ bà con mình nha. Đó. Thì ở cái này nè em chỉ chia sẻ đơn giản, anh em nhớ xem hết video giùm em, cũng như là ủng hộ em vậy em coi, nói chung thử thuốc cũng khổ lắm chứ không phải ấy đâu, khi mà em bị bệnh á, nhiều lúc mà cái chuyện em cũng bị bệnh vậy chứ bộ, nhưng mà mình bị rồi mình làm rồi thì mình mới biết, mình mới chia sẻ anh em được. Thì nhiều lúc em nói một cái miếng nó bị nha, lúc đó cái đợt mà dịch năm cái năm đầu tiên mà nó bị vào lá cái sớm đầu tiên, nhiều người không biết anh em,
Em nói thiệt, em chia thành khúc 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 gì này, một miếng em chia thành khúc 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 gì đó để em xịt thuốc ở đây mà con. Em nói thật sự với anh em vậy luôn. Nó mà em tính mỗi lần pha đâu có dễ đâu. Xịt vàng. Nó em chia thành khúc 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 em xử lý, em mua thuốc em thử luôn đó anh em con. Chơi tới cỡ đó luôn đi. Mà anh em biết bao nhiêu miếng mà em thử hết. Em làm vậy luôn á, mà lúc đó em chưa làm cái tốt anh em con. Thì đối với bệnh đường lá chín sớm anh em nên trị nghe anh em con. Tại vì mình cái cử cái đồng mình đã xịt anh xịt bổ sung kẽm ở cơ giai đoạn đồng rồi thì nó sẽ không bị, nó nói chung là nó đã ngừa được một phần nào rồi anh em con ơi. Nó đã ngừa được một phần nào rồi thì khi ở giai đoạn là sạc á, anh em muốn an tâm á, thì anh em nhớ cái miếng trên MC1 mà em mới chia sẻ hôm qua kia đó, thì hiện tại bây giờ em nói thiệt mới có phải 3 ngày mà nó chỗ như là điên vậy. Một chút em gửi lên trên màn hình cho anh em xem luôn. Nó thì ở cái bệnh vàng lá chín sớm á, anh em nên, tại vì cái hồi bữa đó em về Hồ Đắc thì em thấy nó bị vàng lá chân anh em, còn lá thứ sáu nó đã bị rồi thì nó sẽ kéo lên lá thứ năm, lá thứ tư và lá thứ đấy. Thì em lỡ rồi không có đem thuốc gì anh em con mua, nhưng mình ở dưới trên Hồ Đắc thì không có dòng thuốc mình thích, thì em nói dòng thuốc em không thích là em không xịt, thì em chỉ mua thằng anh cho con ở trên đó, thì anh cho con trên đó là em mua 310 ngàn một ký anh em con. Thì em xịt để cầm nó lại thôi anh em con, thằng anh cho con chỉ cầm thôi nha, chứ nó không, nó chỉ, nó nói chung là nó chỉ cầm để đỡ đỡ thôi, nó không mạnh anh con. Thì anh em nên bổ sung, nếu mà anh em những trà lúa nào mà chưa bị thì anh em nên bổ sung ở giai đoạn là sạc, anh em để bổ sung kẽm vô nghe anh em con, kẽm hoặc mancozeb của sumo bh nha, thì mấy dòng nó nói chung nó rẻ tiền lắm anh con, hoặc là mancozeb của nông dược hai nha anh em con. Hai dòng nói chung là rẻ tiền, nhiều anh em sử dụng Gidomi mà anh em biết một ký Gidomi nó 400 mấy đó, thì em cũng có sử dụng qua luôn nhưng mà nó cũng vậy anh em con đó. Thì mình lấy những dòng rẻ tiền mình tăng lên liều lên thì nó sẽ mang cái hiệu quả hơn cái thằng mà mất tiền mà mình xịt đúng liều anh em con. Em nói thật sự như anh em vậy đó, tại vì anh em biết mỗi là cái đợt đó bị lệ chia từ khúc em xịt đó nó, thì mình mới 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 biết được đó. Thì anh em cứ cử lực sạc, anh em mới bổ sung dòng kẽm vô nghe giùm em nghe. Còn những anh em mà những trà lúa nào mà anh em hiện tại còn 10 20 ngày nữa cắt mà nó bị vàng lá chín sớm nặng thì anh em cứ để bình luận phía dưới và kết bạn Zalo với em nha, và cho em xin một like nếu mà thấy video này hữu ích. Thì anh em nhớ, tại vì em sẽ chia sẻ cho anh em một miếng là hiện tại cái miếng đó là 70 nha anh em con, là cái cử lẹt sạc là em thấy nó bị vàng lá chín sớm cũng hơi nặng rồi đó, nó tới lá thứ năm rồi đó, nhưng mà em vẫn để cho nó bệnh tới cử chỗ điều em sẽ xịt như thế nào em sẽ chia sẻ anh em bà con cho nó biết. Không phải tại vì khi mình xác định được bệnh đó anh em bà con, khi anh em, bởi vì khi anh em nhiều anh em bị nặng á, các bạn Zalo của em thì chụp hình đó, thì anh em mới mới nắm được rõ anh em bà con. Nó thì mình đưa thuốc vô, anh em nhớ nha, khi mà bị bệnh vàng lá chín sớm anh em không nên hỗ trợ vô gạo bằng những dòng nó dễ bể lá nghe anh em bà con. Nó đang vàng mình hỗ trợ những dòng mà nó dưỡng lá nghe anh em bà con, dưỡng bộ lá đồng nghe anh em bà con. Đó. Thì tới cử là sạc anh em cứ đưa dòng kẽm nè nha, thằng hai kinh là dòng kẽm mạnh nghe anh em con, chứ không phải giỡn đâu nha, thằng đó thằng hai kinh mà em chia sẻ anh em, dòng kẽm nó mạnh lắm nghe anh em con nha. Còn tới cái cử mà nó bị mà tới giai đoạn mà 20 ngày nó cắt, anh em nên đưa mancozeb nghe anh em con, chứ hỗ trợ bằng một số dòng vô gạo mà mang tính chắc là không bị bể lá nha. Còn những nào trường hợp nào nặng quá thì anh em cứ kết bạn Zalo với em, thì em nói thật mình không ấy, mình nói dốc là biến vàng thành xanh luôn. Anh em nhớ là cái thằng mà lá chín sớm bị vẫn vô gạo nghe nè bà con, bị và vẫn vô gạo chứ không phải mà bị là không vô gạo nghe nè bà con nha. Đó thì em chia sẻ anh em bà con gì đó, lúa em gì nè nó đơn giản, nhiều cái trà lúa của em nói thiệt, khi mà em chia sẻ anh em áp dụng theo những trà lúa của anh em còn giữ của em nữa, nó thật sự gì đó, những trà lúa anh em còn giữ của em nữa, em nhìn là thấy dữ hơn đó, thật sự gì đó. Còn tại vì ở đây anh em mà em làm thì nói chung là mình làm nhiều chuyện quá, mình không quản lý tốt với anh em được, em chạy tùm lum chân anh em, còn mình thấy không, chạy đây chạy kia làm xoài rồi xịt làm lúa 2-3 chỗ, không phải là 2-3 chỗ là em làm đấy, khi cái dùng đất này nó như vậy, dùng đất khác nó như vậy, mình làm vẫn được chứ không phải là mình làm không được anh em con. Nó rồi em chào anh em con, chúc anh em con sức khỏe nha.